Nếu các bạn muốn mua robot, hãy truy cập ngay bánrobot.vn, nơi bán robot an toàn, giá rẻ, uy tín nhất. Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với tựa game Block Road cho mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta lại làm một cái combo. Thì combo này nói chung thì tôi mới xem được trên mạng, nó cũng khá là đơn giản, thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người xem. Còn lý do tại sao lại có cái combo ngày hôm nay thì tôi sẽ cho mọi người xem. Hiện tại thì game nó bán các quỷ rất là ngon mọi người à. Ai chưa, tôi sẽ up clip lên sớm, thì up sớm lên xong rồi mình có thể vào mọi người mua ha. Thì nó bán cả bông cả mochi một lượt mọi người. Đây cả mochi nè, rồi cả bông nè, nó bán hai trái này một lượt. Mochi thì mình làm rất là nhiều rồi, nên ngày hôm nay mình sẽ không làm mochi nữa. Mochi thì rất là nhiều cách để combo rồi, nếu như các bạn họ không biết nữa thì mình cũng không biết nói sao luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là làm một cái combo bâu với mọi người, thì không phải là săn multi, chỉ là hướng dẫn mọi người một cái combo đơn giản và ra sao thường làm vài kill thôi, chứ không phải là một clip săn multi với mọi người. Khi nào mà clip săn multi thì trong clip đó mình sẽ đặt ra mục tiêu săn lên 26M2, 26M3 hay gì đó, nhưng mà không, đây đây là một cái clip gọi là dùng trái bâu để hướng dẫn cho mọi người một cái combo bâu rất là đơn giản. Combo bâu này không có thể không không dứt điểm được tập người cá nha mọi người, nên nhưng mà ai sử dụng nó thì nên lưu ý đi săn những người multi thấp, và lúc nào mình cũng nói như vậy hết, nên mấy bạn đừng kêu là multi lỏ gì là combo lỏ này kia nha. Thì và một cái điều nữa, khi mà mọi người học combo là một chuyện, mà khi mọi người đi bb thì nó sẽ tùy vào tình huống mọi người săn multi, nó sẽ tùy vào tình huống nữa nha mọi người. Giờ mình sẽ mua trái này ha. Đấy, cái màu này thì chúng ta sẽ xài chung với super human v2 và đinh ba gai, thì chúng ta sẽ kẹp chung với cái đờn, có nếu mà lỡ có gì mà chúng ta bật được v4 lên thì chúng ta sẽ kẹp chung với cái đờn nha mọi người. Đây, combo này là một trong những combo đánh rất là đơn giản thôi mọi người, không có gì gọi là khó khăn luôn á. Thời mình này là mình vừa học được trên mạng, nó rất là ngắn nhưng mà kêu những người bounty thấp rất là thầy ơi. Đây, đầu tiên chúng ta hãy xơi xơi xong rồi kéo lại xong rồi vơi xong rồi chuyển qua. Ok, nó nổ. Mình bấm lộn chiêu mọi người, phơi mình không bấm, mình đi bấm xơi. Đấy, bounty gọi là những người bounty thấp thì mọi người có thể dùng combo để mọi người đánh rất là gọi là chí mạng luôn mọi người à, rất là dễ đánh nữa. Đây, để chúng ta mình chờ nó hồi chiêu là hết ha. Đây, mọi người đầu tiên thì mọi người hãy dùng super bắt lại super của mình, bắt C. Đấy, xong rồi đinh ba gai kéo lại. Trời ơi, kéo hột luôn. Cái gì vậy trời? Tôi nhớ là tôi kéo đinh ba gai ghê lắm mà. Để tôi reset cái mọi người ạ. Tôi nhớ là tôi kéo đinh ba gai ghê lắm mà ta. Trời đất ơi, không ngờ là tôi kéo một cái pha đinh ba gai vô mắt cho mọi người xem luôn. Trời ơi, giờ không ngờ là tôi gà đấy vậy. Chắc là tôi mới ngủ dậy á mọi người, không sao đâu. Đây, làm lại ha. C, đinh ba gai, V, Mili, đạp chỗ cái nữa. Rồi xong rồi chúng ta ship cái nữa. Đấy, là được. Những người bounty thấp thì sẽ họ sẽ không gọi là họ sẽ không chạy đâu mọi người ạ. À. Đấy, nếu như mọi người muốn tối ưu hơn á thì mọi người hãy dùng cho mình đó là thêm một cái tộc còn tộc cyborg nữa. Tộc cyborg thì mình không đánh không quen mọi người, mình không dùng tộc cyborg. Mọi người thấy combo rất là dễ đánh không? Nhưng mà một điều là khi mà đi vô săn multi thì nó sẽ có nhiều tình huống khác nhau mọi người, nên mọi người phải tùy cơ ứng biến thôi. Đấy, kéo lại rồi Mili, xong mọi người có thể chuyển qua trái bâu ấy, nhiều hướng lắm mọi người ạ. À, ấy, nhưng mà khi mà đi vô săn multi á, chả có ai đứng yên như vậy cho mọi người đánh á, mọi người nhớ nha. Combo này là một cái combo ngắn mình muốn chỉ cho các bạn mà gọi là hiệu quả nhất đối với trái bâu ấy. Chúng ta không cần phải đánh quá là nhiều thứ về về nó mọi người ạ. À. Và gọi là săn multi đơn giản nữa đúng không mọi người, thấy không, quá là đơn giản luôn, chỉ cần mọi người am ba gai chuẩn một xíu là được. Đấy, chơi ba gai nó tưng lên, mình ai lên ba gai trễ quá mọi người ạ. À. phải lên ba gai nhanh, mình ba gai hơi trễ để chờ nó hồi chiêu lại mình làm phát nữa. Sau rồi chúng ta sẽ di chuyển ra sao thường, chúng ta đi săn multi nha mọi người, săn multi vài kill thôi nha, chứ không có đạt không có đặt ra mục tiêu là hôm nay phải lên bao nhiêu mờ nha mọi người. Đấy, làm lại nha. Đấy, chơi đinh ba gai ở cỡ đi, đinh ba gai chuột luôn à. Thôi không ai gọi là biết giờ mà tôi đinh ba gai chuột xíu nữa tôi ra server thường đinh ba gai ghê lắm mọi người ạ. À. Cái chiêu đinh ba gai này rất là quan trọng nha, combo nào cũng vậy hết. Còn mochi thì chắc là cũng khó, nếu như mà có thể quên, nếu mà giờ mình đổi ra mochi thì mình phải tốn Billy nữa anh thôi. Đấy, rồi đây chuyển qua này. Đó, là được.
Khi mọi người đánh xong đúng không, khi đó Phương vừa dăng ra, mọi người cứ chuyển qua trái bầu, mọi người ít ít trái bầu thì sơ trái bầu thêm lần nữa là được đấy. À vậy mình chỉ luôn ha, chỉ luôn cho mọi người, nếu như mà đối phương dăng ra mà đối phương chưa chết, đối phương dăng ra mà đối phương chưa chết thì chúng ta sẽ làm tiếp thêm một chuỗi nữa, một chuỗi combo nữa, rất là đơn giản luôn mọi người. Mình không nghĩ là trái bầu nó đánh đơn giản nè. Kéo lại về Billy, chuyển qua trái bầu, chuyển qua trái bầu, trời chết. Úi dồ, dính trái bầu cũng tự chết rồi mọi người à. Chẳng đủ combo. Nhưng mà nhớ là mọi người nên lựa chọn những thanh niên nào có ti thấp thôi. Và đương nhiên là khi ra sân thường sẽ gặp V4. Thì gặp V4 thì tùy cơ ứng biến. Nếu mà một combo không dứt điểm được đối phương thì chúng ta có thể chạy này kia. Nói chung là trái bầu này hồi chi cũng rất là nhanh đó nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra sân thường chúng ta chiến thôi. À, hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày ra sân OT may mắn của mình. Trước mặt mình đánh nhau khá là nhiều, có một ông Phật tổ nữa. Để coi có mặt V4 chưa, nếu mà mặt V4 thì mình không vô nhé mọi người. Mình rất là ngán cái tộc V4 người cá. Thôi, ui đây V4 cá thiệt kìa, thôi không đánh mọi người ơi. V4 cá nó là cái gì đó, cái bow combo này rất là đơn giản mà gặp V4 cá thôi. Thời không đánh đâu, trâu mà nó trâu rồi, nó trâu điên đấy. Ta nên gọi là biết gọi là chỗ dừng. Đi rồi, có kèo đánh nhau rồi, ở ngoài trước. Kèo đánh nhau ở đằng trước, kèo đánh nhau ở đằng trước, chúng ta ra thôi. Ha 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 ha. Tôi tới với mấy anh trai đây, mấy anh trai đánh nhau đi. Tôi tới đây. Ở dưới nước hình như không đánh cho bao rồi hay sao mọi người ơi. Nếu không có cái bao nữa ta. Trời ông kia ông nhận nước chết hết rồi, còn nó nữa. Ê lắc vậy. Ủa lắc vậy. Oh my god. Chứ nếu không có cái bao được mọi người ơi. Cái nồi. Chứ nếu không cái bao không đánh được. Ảo thật đây. Chứ nếu cái bao nó đâu nổ đâu này. Ta đánh bằng melee thôi. Nếu cái bầu nó không có đánh chúng này. Đấy, mọi người thấy không? Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao nó lại như thế này? Ừ. Nếu cái bầu đâu nổ đâu. Ấy. Kỳ kỳ trời. Đâu rồi? Mình vẫn ăn được. Nhưng nếu trái bầu nó không có nổ mọi người à. Nhưng mà hôm sau vẫn ăn được. Trời ơi, vậy là trái bầu không đánh nhau được dưới nước mọi người à. Đây, trái bầu đánh nhau dưới nước nó chả nổ mọi người đây. Sơ xuống nước này. Đây ảo thật đấy, nhưng mà làm sao có một tay là được. Bây giờ chúng ta sẽ vô chúng ta coi có ai tránh không, chúng ta tiếp nha. Khi mọi người đi sang mô ti thì nó sẽ gọi là một trường hợp khác. Đây nữa mọi người ngon. Mày gồng hả đẹp mắt luôn đấy chứ. gồng hả Còn mở đánh thế nó mới đẹp chứ. Ngoài ra làm phát là đi luôn. Mấy ông bounty thấp thì đánh nó rất là sướng tay. Mấy ông bị bounty thấp thì đánh nó rất là sướng tay mọi người ạ. Còn mấy ông bounty cao thì đó hả? Chết nè. Ok. Mày ăn rồi. Trời đất ơi. Cái té. Bèo. Đừng có đánh như vậy chứ. Đừng có làm như vậy chứ. Cái ép mạng của người ta hà. Ông này ra đây. Ra lần nữa đi. Ra lần nữa đi. Tiếp chiêu ông tiếp này. Ông ra đây. Ui
chứ đó không? Đưa bên lên. Đưa bên lên. Ăn riêu. Dám bật BB nữa không? Mấy thanh niên này cây cú mà thế nào cũng bật BB nữa. Ha, no BB vậy. Ok, BB nữa thôi, tôi đi kiếm kèo khác. Ở đâu? À đây rồi. Combo này cũng được ác hết chứ. Tỏ này giống một tỏ nãy quá ta. Ở đâu rồi? Ở đây ta le gì lẹ vậy? Còn ai không? Ai quốc tiếp không? Ai quốc tiếp không này? Ây da. Mày khùng. Ủa. Lag quá mọi người ơi. Lag quá. Để chờ hồi chiêu tôi đánh cái cho nó đẹp nha mọi người. Ủa lag dữ trời. Ủa lag kìa. Lát cũng phải chết thôi, tập E4 mà. Lát quá, tôi bị delay chiêu mọi người ạ. À. Ha, nhưng mà không sao, vẫn có một tí. À, ngon luôn, đi chưa. Coi, còn ai không nha. Còn thằng nào ở đây nữa không? Đó, người tôi khuyên mọi người. Noki, đánh mấy thằng kiểu... Làm trò nè, 3/3, ngon luôn, làm trò, đang có B4 kẻ, lao cái đầu ra mọi người ạ. Tuy là nó hơi lag nhưng mà sao, gọi là cái combo này cũng được phết đấy chứ. Đấy, nãy giờ mình cũng làm được máu tay luôn mọi người ạ. Đây, cái thằng kia nó đứng dưới nước không đánh được mọi người ạ. Cái bầu này dưới nước nó phế lắm, cái bầu này phải đứng trên bờ cơ. Trời ơi. Ok đi luôn rồi. Chưa kịp đánh nữa, đi luôn rồi. Gọi là đi quẩy không? Quẩy từ bên đây qua tới bên kia luôn. Coi con này nó quýnh rồi không nha mọi người. Nó không quýnh rồi. Chạy rồi. Gì anh trai? Gì đấy anh trai? Em nữa không? Ngon anh trai bật bê bê lên. Chà cái đầu anh trai luôn đó chứ. Thôi quẩy về được rồi mọi người ạ. Sao gọi nó hơi lát thiệt. Tư hơi đánh nó hơi bị trượt xíu nhưng mà không sao. Vẫn đẹp. Vẫn gọi là những có những pha combo gọi là chuẩn chỉ đó không? Mấy ông kêu tôi chỉ biết gì bam. À bên đây có một ông đang săn si này. Để coi thử coi ổng hay tạc hay quân. Ủa ông đâu rồi? Xa quá không thấy người ta. Xa quá không thấy mọi người. Ông đậu cái thuyền mút tuyệt tì người kia à. Để tôi mua cái thuyền tôi chạy ra nha. Tuy là dưới nước không đánh được kia nhưng mà có thể đánh bằng kiểu khác. Tính ra trái bâu này dễ đánh đó chứ. Hồi xưa tôi nghĩ trái bâu rất là khó đánh cơ. Nhưng mà combo này là một combo cơ bản để mấy ông đi hành hạ mấy thằng kiểu multi thấp như vậy á. Kiểu ra quýnh nó chừng dài phát rồi nó cút quá mà. Ông này đậu cái thuyền xa dữ gì. Đúng là chiếc thuyền ngoài xa nè. Để coi chiếc thuyền ngoài xa đang hải tặc hay hải quân nhá mọi người. Ra tôi làm luôn rồi chứ. Ui chiếc thuyền nhìn được xa dữ vậy anh trai. Sao không thấy ai à, trời ơi hải quân à. Thôi chị thôi chúng ta đi vô với mọi người. Và mình nghĩ chắc là mình cũng sẽ kết thúc cái video. Gọi là cái này là một cái video hướng dẫn mọi người cái combo trái bâu đơn giản chứ không phải một clip đi săn multi nhá. Mọi người nhớ giùm mình nhá mọi người. Đây có thằng. Mày mà lết ra ngoài cái là tôi bữa vô cái đầu video liền luôn ấy. Nhưng mà thôi không còn ai rồi. Chắc là sẽ up video thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người nhớ video sau. Nếu như các bạn có ý kiến gì hoặc là có những cái ý tưởng gì thì các bạn có thể vào Discord của mình để comment rồi cái phần gọi là cảnh content đó mọi người ạ. Thì mình thấy hợp lý thì sẽ làm nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người nhớ video sau. Bye bye.